bài tin mừng hôm nay. Chúng ta thấy bài tin mừng hôm nay nói cho chúng ta biết về cây nho và cành nho. Đời sống của người Kitô hữu phải được gắn liền với cây nho, với thân nho để được lớn lên. Thì Thánh Teresa Avila, cả cuộc đời của Ngài, Ngài đã gắn kết với cây nho bằng chính đời sống cầu nguyện. Bất kỳ khi nào Ngài làm việc gì, Ngài nói gì, đều cầu nguyện. Và cầu nguyện trước khi làm, trước khi nói, đó là cái đời sống của Thánh Teresa Avila. Và Ngài đã giữ cái điều đó trong suốt cuộc sống của mình, là để cho đời của mình gắn kết với Chúa Giêsu, để đời cho mình, để cho đời của mình được mọc rễ trong đời sống của Chúa Giêsu qua chính cái đời Chúa. Nhờ Thánh Linh chứng cho Chúa và chính đời sống gương mẫu và phục vụ, xin Chúa nâng đỡ và chúc lành cho ước nguyện của chúng con. Thank you.
Một bông hoa trắng trong vườn yêu Adam nhẹ nâng. Một bông hoa thắm Eva ngắt dâng cho người yêu. Chúa đã kết liên, con nguyện ước không khi phân lìa. Tình yêu một đời sẽ thâm nồng và mãi chung trên. Để bông hồng tình yêu Chúa cho phong duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu Chúa chúc lành tình mãi kiên trôi. Yêu nhau trong Chúa trong tình mến yêu muôn người thiết tha. Dù năm tháng phai nhòa cùng Chúa đi tình vẫn nồng. Làm sao vui mãi như ngày hôm nay trong tiệc mừng. Làm sao vui mãi như ngày cưới hoa thơm dịu hồng. Lúc nắng khi mưa ân tình cũng trôi theo dòng đời. Chỉ biết trông cậy Chúa chính nguồn tình ai vững bền. Để bông hồng tình yêu Chúa cho phúc duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu Chúa chúc lành tình mãi kiên trôi. Yêu nhau trong Chúa trong tình mến yêu muôn người thiết tha. Dù năm tháng phai nhòa cùng Chúa đi tình vẫn nồng.